Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Số Tiết Kế đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái nhà kính ở bên kia, tại vì mình dự định sẽ trồng rau quả cũng như là trồng hoa bên trong các bạn ơi. Và nguyên liệu ấy thì chúng ta cần chuẩn bị là tầm một stack máy kính các bạn ơi, cũng như là bột nhựa màu trắng ấy. Bột nhựa màu trắng thì các bạn có thể sử dụng bột xương ấy để đổi ra bột nhựa nha. Tại phiên bản mới này phải đổi bột nhựa một lần nữa thì mới có thể sử dụng được các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo đây thủy tinh được nhuộm trắng nè bạn. Em sẽ đổi hết ra thủy tinh luôn đi. Và mình sẽ cắt mấy cái này vào. Rồi ngoài ra thì mình sẽ sửa mấy cái nỏ lại các bạn ơi, tại vì đã rất lâu rồi mình chưa có dùng cây nỏ ấy. Đó, mình cũng có rất là nhiều mấy cây nỏ bình thường từ việc đánh bọn cướp dân làng ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đem qua bên bển và cũng như là ép thêm cái cuốn sách nạp nhanh 3 mà mình tìm được ở những tập đầu ấy. Nạp nhanh đây đây, nạp nhanh 3 đây. Ok, giờ quăng bển và ép vô thôi. Mình cũng có farm được một ít cái kinh nghiệm ấy các bạn ơi, để mình có thể sửa chữa cũng như là nâng cấp cái nỏ của mình lên đây. Rồi giờ mình sẽ bỏ vào đây. Đó, cái này là nạp nhanh nè các bạn. Vậy mình sẽ ép cái cuốn sách này vô trước các bạn ơi. À, cái này phải dùng cái đe. Ồ, vậy là mình sẽ sửa cái nỏ lại trước nha. Mưa tên dưới cái này. Ồ, quên. Nếu các bạn muốn sửa thì các bạn phải dùng cái đe nha. Còn cái đá mài các bạn là dùng để kiểu như là tách mấy cái dòng enchant để lấy lại kinh nghiệm ấy. À, mình cứ nhầm mình cứ nhầm hai cái đó hoài các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bỏ vào đây cũng như là bỏ cuốn sách vào các bạn ơi. Đó, mình sẽ được một cái cuốn sách là mưa tên và nạp nhanh 3 này. Yay. Ngoài ra thì mình sẽ sửa nó lại bằng một cây nỏ bình thường ấy. Một cây nỏ này đi. Đó, mình tốn 3 level thôi các bạn ơi, nhưng mà mình được cái cây nỏ full double luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ có thể sử dụng thoải mái luôn. Ngoài ra thì mình cũng có lấy một ít cái mũi tên từ cái chỗ farm skeleton của mình đấy các bạn. Đấy, được một stack máy này, mình đem tầm một stack thôi. Mấy cây này thì mình sẽ để lại các bạn, để nhiều khi cây nỏ của mình bị hư ấy, mình còn sửa lại được ấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái nhà kính nha các bạn. Đầu tiên sẽ làm bằng trụ trước nha. Bằng trụ thì mình sẽ cao tầm 5 ô đi. Ấy, một cục đá đai Osrai ở phía dưới trước, sau đó là một cái gỗ sồi sẩm ở phía trên. Cái này là 2, 3, 4 và 5 ô đi. Cái trụ sẽ cao khoảng 5 ô nha các bạn. 5 ô có vẻ hơi cao nhưng mà không sao đâu, càng cao thì càng tốt các bạn ơi. Và mình sẽ cách ra 3 ô ấy, tại vì mặt trước mình sẽ làm cái cửa sổ các bạn là khoảng 3 ô đi. 1, 2, 3, tiếp theo là một cái trụ này. Đấy, cứ cách 3 ô rồi mình đặt một cái trụ thôi các bạn ơi. Đấy, cái này là 1, 2, 3. Đây, đấy, cái nhà kính này giống như hình vuông vậy đó các bạn ơi. Sau đó mình sẽ đặt cái gỗ sồi sẩm lên, rồi nối lại mấy cái trụ ngang ấy các bạn. Đấy, nó ngang như thế này này. Rồi, tương tự ở bên đây luôn nha. Rồi, ấp lại. Còn ngoài ra thì các bạn nên chuẩn bị thật là nhiều kính nha các bạn ơi. Tại vì làm nhà kính mà nguyên liệu chính thì vẫn dùng kính thôi. Cái máy thì mình sẽ không làm kiểu cầu kỳ như mấy cái ngôi nhà khác. Mình sẽ làm kiểu như ốp kính lại thôi các bạn ơi. Mình sẽ cái này lên thêm tầm 4 ô đi. Đó, mình sẽ nối ngang. Rồi, ở đây mình sẽ đặt tiếp một cái trụ này để nối từ cái trụ phía dưới lên trên đấy các bạn ơi. Rồi, đó, mặt trước nó sẽ như vậy nha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thay mấy cái góc này bằng mấy cái cầu thang gỗ sồi sẩm các bạn ơi, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Chứ để cái ván gỗ thì nhìn nó hơi thô ấy. Đó, mình sẽ đập ra này. Đấy, nhìn nó sẽ ổn hơn các bạn ơi. Đó, tương tự ở phần bên đây luôn nha. Và hai cái góc ở phía trên đấy các bạn. Sau một hồi chỉnh sửa thì mình sẽ giảm cái trụ xuống các bạn ơi. Giảm xuống một ô ấy để cho nó đừng có cao quá, tại vì cao quá nhìn nó hơi kỳ các bạn à. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp kính vào nha. Kính thì mình sẽ đổi ra mấy cái tấm kính đó các bạn ơi, để mình có thể ốp được nhiều hơn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ ốp vào ở mấy mặt bên các bạn. Đây là phần cổng vào này, phần cổng thì mình sẽ không làm cửa ấy, mà chỉ để như vậy và đi ra đi vào thôi đó, để cho nó dễ dàng các bạn. Cũng như là ốp kính ở mấy cái mặt còn lại ấy. Rồi ốp lại. Phần sàn thì mình đang dự định sẽ dùng cái đó là cái gạch đá các bạn ơi. Đó, tại vì gạch đá thì ốp phần sàn cũng được ấy, nhưng mà tại vì mình trồng cây mà, cho nên chắc mình sẽ vừa kết hợp phần gạch đá cũng như là ốp đất vào ấy để mình có thể trồng cây được các bạn ơi. Đấy, giờ công việc của mình chỉ cần ốp vào đây thôi. Đó, như vậy là đã đại khái hoàn thành cái nhà kính rồi. Tiếp theo ấy, mình sẽ làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ không ốp bằng gỗ đâu, mình sẽ vẫn tiếp tục dùng kính các bạn ơi, để mình có thể nhìn rõ từ ở phía trên cũng như là ở bên ngoài ấy. À, ánh sáng cũng có thể truyền vào lúc ban ngày các bạn, cho nên mình không cần phải thắp đuốc ở bên trong đâu đó, cho mà nó vẫn có được ánh sáng ấy. Ngoài ra nếu được thì mình sẽ lập một cái hệ thống đèn ấy, nó sẽ kích hoạt khi mà trời tối cũng như là sẽ tự tắt khi ban ngày các bạn. Nhưng mà cái đó chắc là để từ từ mình tìm hiểu rồi mình sẽ làm nhá, tại vì liên quan đến redstone thì mình chịu thua, tại vì mình là nớp mà, mình là nớp redstone luôn ấy. Rồi mình sẽ đổi ra cái này để thêm một ít để ốp nốt luôn các bạn ơi, và ốp ở bên đây.
Đó, vậy là xong rồi. Tiếp theo mình chỉ cần ở phần máy là thôi. Và bây giờ mình còn còn 40 mấy kính nè các bạn ơi, chắc mình phải nấu thêm kính đây. Mà không sao đâu, bây giờ mình sẽ tạm thời lên ốp trước đi. Mình sẽ lên đây ốp nè các bạn. Và mình cũng làm thêm cái phần viền của cái máy trên đây. Mình sẽ ốp tiếp bằng mấy cái gỗ các bạn ơi. Mình sẽ nói qua đi. Đấy, nói qua bên đây. Sau đó nói xuống và nói qua tiếp bên kia luôn. Đấy, để có mấy cái đường kết nối giữa mấy cái trụ ấy các bạn ơi, nhìn cho nó đẹp ấy. Rồi mình sẽ đặt xuống đây và đặt qua đây. Sau đó mình sẽ nói từ mấy cái trụ này nè vào bên trong thôi. Và ở đây thì mình sẽ đặt một cái cầu thang các bạn, để nhìn cho nó đẹp ấy. Đó, như vậy thì sẽ ổn hơn rất là nhiều luôn. Rồi đặt lại và ốp kính vào thôi. Đó, 1, 2, 3. Ở trên thì mình không dùng cái tấm được các bạn ơi, thì tấm kính mà ốp kiểu gì thì nó sẽ tạo một cái lỗ hổng ấy, nhìn không có đẹp đâu. Cho nên mình sẽ dùng mấy cái khói kính luôn nha. Ok các bạn, mình đã nấu thêm một ít kính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo thêm một ít cái thủy tinh màu trắng nha. Đây, mình sẽ chế tạo hết luôn đi. Đó, một stack máy luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đổi thêm tầm một ít cái tấm thủy tinh nữa đi các bạn ơi, để mình có thể ốp nốt phần máy luôn ngay. Đó, bây giờ mình sẽ ốp ở mặt trước, tiếp tục là mấy cái tấm kính các bạn ơi. Ốp ngay đây. Đấy, ngay đây và bên đây. Đó, cũng như ở bên đây luôn các bạn ơi. Ấy, ở bên đây nữa là xong rồi. Còn ở phía trên này thì mình sẽ ốp bằng cái khói thủy tinh để cho ánh sáng có thể truyền được xuống phía dưới đây. Rồi. Ồ, và ở bên trong ấy chắc mình sẽ tạm thời dùng cái đèn lồng đi các bạn ơi, tại vì bây giờ mình chưa biết cách để làm cái hệ thống đèn bật tắt tự động ấy. Đó, cho nên mình sẽ dùng cái đèn lồng để thay thế cho hệ thống đó nha. Rồi, giờ mình sẽ đập cái này ra để ốp ở phía đây luôn các bạn ơi. 1 2 3. 1 2 3 4. Và ở bên trong thì mình dự định sẽ trồng hoa cũng như là trồng mấy cây trồng các bạn ơi, giống như là cà rốt, khoai tây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít hoa để đem vào trồng nha. Hoa thì chúng ta có thể nhân giống bằng cách dùng bột xương ấy. Nhưng mà không biết bây giờ mình còn bột xương trong nhà không nữa. Để mình coi coi. Trong nhà mình hiện tại thì đã hết bột xương rồi các bạn ơi. Chắc mình sẽ phải xuống cái chỗ farm skeleton của mình đây để lấy khoảng 2 stack đi, để sắp tới mình có dùng thì mình lấy mình dùng luôn các bạn ơi, không phải đi tới để đây có bột xương này. Được một cái bột xương. Wow, chắc mình sẽ lấy tầm 2 stack đi các bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình lấy xong số xương ở dưới farm skeleton nha. Sau khi đã lấy mấy cái xương về xong thì mình sẽ bắt đầu trang trí cái chỗ vườn trong nhà kính của mình nha các bạn. Mình cần lấy thêm một ít cái hàng rào nữa các bạn ơi. Đây, hàng rào đây. Và qua thì mình cũng đã nhân giống lên một ít rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan bển rồi bắt đầu trang trí thôi. Và ngoài ra thì mình sẽ trồng thêm ít cái hạt giống các bạn, kiểu như là khoai tây này, rồi quả mồng ngọt các bạn. Thì mình dự định sẽ trồng thêm quả mồng ngọt ở trong cái khu vườn của mình luôn ấy. Rồi, mình sẽ lấy thêm một ít nữa đi. Và một ít cái cà rốt luôn các bạn ơi. Rồi. Bốn cục luôn. Đấy, hơi bị nhiều luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trồng nha. Trồng trọt thì mình sẽ trồng ở bên tay phải đi các bạn ơi. Đấy, mình sẽ trồng ở đây nè. Và mình cũng đã đặt nước ở sau cái block này rồi. Ấy, cho nên lúa nó sẽ, mấy cây trồng các bạn, nó vẫn sẽ phát triển bình thường nhá. Rồi, giờ mình sẽ đặt ở đây. Cái này là cái đường để mình đi vào thu hoạch các bạn, cho nên mình sẽ không cuốc lên đâu. Đó, và ở bên đây. Đó. Và ở đây thì mình sẽ trồng cà rốt đi các bạn ơi. Đấy, ở chính giữa thì mình sẽ trồng mấy cái quả mọng ngọt ấy. Đấy, quả mọng ngọt. Quả mọng ngọt có thể trồng ở khu bìa này các bạn. Đó, quả mọng ngọt sẽ trồng ở đây nha. Và cà rốt thì mình sẽ trồng, khoai tây thì mình sẽ trồng ở giữa. Đấy, lúa thì mình sẽ trồng ở ngoài thôi các bạn ơi. Sắp tới chắc mình đổi cái đó là trồng lúa luôn đi, để mình làm cái chỗ thu hoạch lúa luôn ấy. Và ngoài ra thì bên đây thì mình sẽ trồng hoa các bạn ơi. Hoa thì mình sẽ trồng hoa đinh hương ở bên đây. Đấy, mỗi ô ấy là mình sẽ trồng một loại hoa khác nhau các bạn ơi. Ở đây thì mình có 3 loại hoa thôi. Hoa hướng dương này. Hướng dương chắc mình sẽ trồng ở trong góc đi các bạn ơi. Đấy, hướng dương sẽ trồng ở đây nha. Đây và ở bên đây. Cũng như là hoa hồng. Hoa hồng đâu ta? Mình quên nhân giống cái hoa hồng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhân giống một ít cái hoa hồng lên nha. Đấy, mình chỉ cần dùng bột xương vào cho vào cái bông hoa thôi. Đấy, mình sẽ có rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên mấy cái hoa chỉ áp dụng được với mấy cái hoa cao 2 block thôi nha các bạn. Còn mấy cái hoa nhỏ thì không có nhân giống lên được đâu. Rồi, giờ mình sẽ đặt ở đây. Đó, trồng thật là nhiều lắm các bạn ơi. Đấy, cái này cũng trồng thêm một ít đi. Đó, và hoa hướng dương ở đây. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái vườn hoa rồi. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viền ở phía dưới nha các bạn. Tại vì nếu để bằng đất vậy thì nhìn nó sẽ hơi bị thô ấy. Cho nên mình sẽ bắt đầu viền ở phía dưới luôn nha. Phần viền ở dưới thì mình sẽ dùng bằng cái
Ở đây mình có nhiều gạch đá cho nên mình sẽ dùng gạch đá đi các bạn ơi. Và gạch đá thì nó cũng khá là hợp với việc làm phần viền ở phía dưới đây. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu đào phía dưới ra rồi ốp lại bằng gạch đá nha. Ok, mình đã nhìn xong rồi, bây giờ mình sẽ đặt mấy cái đèn lồng ở phía dưới này các bạn để em có thể thắp sáng ngay. Và sắp tới nếu có thể mình sẽ làm cái chỗ bật bật tắt đèn tự động luôn để mình có thể tắt đèn vào ban ngày cũng như là bật đèn vào ban đêm ấy thì nó sẽ hay hơn các bạn ơi. Ok, tạm thời thì mình đã đại khái hoàn thành cái vườn trong nhà kính của mình rồi. Trong thời gian sắp tới chắc mình sẽ nâng cấp lên sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ở tập trước ấy thì mình có qua ngôi làng của mình lại thì mình thấy mấy anh dân làng chưa có học nghề được các bạn ơi, cho nên bây giờ mình sẽ tìm cách để dạy cho mấy anh nha. Và các bạn có hướng dẫn cho mình là có thể dùng mấy cái block liên quan đến nghề nghiệp ấy, chẳng hạn như là anh nông dân thì dùng cái thùng hũ phân này thường xuyên này, cho nên mình sẽ chế tạo rồi đem vào cái ngôi nhà của anh ấy và đặt, và anh sẽ bắt đầu học được cái nghề đó các bạn ơi. Cũng như là mình có thể chế tạo cái máy cắt đá này để cho anh làm cái nghề mà cắt đá các bạn, hoặc là cái đá mài chẳng hạn. Đá mài hình như là cần cái đá nấu gì đó các bạn ơi. Đá nấu đó hình như mình chưa có thì mình cần phải nung lên thêm ấy. Mình sẽ bỏ cái đá thường vào đây này để cho nó nấu lên thì mình mới có thể chế tạo được cái đá nấu các bạn ơi. Ngoài ra thì để mình xem coi, dân làng thì có dân làng nông dân này, nông dân là dùng thùng hũ phân, rồi dân làng làm máy cắt đá này, rồi dân làng thợ rèn, rồi dân làng thủ thư, rồi dân làng linh mục, rồi dân làng mà vẽ bản đồ nữa các bạn ơi. Đúng rồi, mình sẽ chế tạo một cái đồ vẽ bản đồ ấy để mình tìm công thức ở trong đây nha, tại vì phiên bản mới này có hiện công thức ở trong cái bàn chế tạo ấy các bạn. Mình sẽ tìm cái công thức của cái đồ vẽ bản đồ. Cái block vẽ bản đồ đâu ta? Cái này là bàn làm cung tên. Không biết cái bàn này sử dụng được chứ các bạn. Cái bàn này vẫn chưa sử dụng được các bạn ơi, cái bàn cung tên ấy. Tiếc nhờ. Ok, giờ mình sẽ tìm ở phía sau đây để coi cái đồ ở đây. Vậy là cần giấy. Ok, giấy thì mình có rất là nhiều ở đây này. Đó, 1, 2. Rồi, chế tạo cái đồ làm bản đồ luôn. Đấy, bàn vẽ bản đồ. Rồi, này là cho anh dân làng mà vẽ bản đồ các bạn ơi. Ở đây thì mình được 6 cục này. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái máy cắt đá nha. À không, cái đá mài các bạn. Đá mài để mình coi. Đá mài là cần đổi ra cái này thì phải. Đúng không? Cái này là công thức nó ở đâu ta? Công thức đá mài là cần sắt này và mấy cái đá. Hay là cần block sắt nhỉ? Ok, chắc là mình thử chế tạo cái block sắt thử xem các bạn. Đó, đây hiện ra cái đe nè. Hoặc là mình có thể đem cái đe rồi đặt vô cái nhà có thợ rèn mà làm nghề chế tạo đồ các bạn. Đó, cũng được ấy. Bây giờ thì mình đã có 1, 2, 3, 4. Mình được nghề cho 4 anh rồi. Còn anh thủ thư mình không biết chế tạo cái gì nhờ. Thủ thư vậy là cần sách. Mình có thể đem mấy cái kệ sách các bạn ơi. Kệ sách để mình coi mình có không đó. Mình không có rồi, vậy mình dùng cái này cũng được các bạn ơi. Đó, mình sẽ chế tạo một cái kệ sách rồi đặt vô phòng của ảnh nha. Đó, vậy là được 5 cái khối để tạo nghề cho mấy ảnh rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cưỡi bé ngựa của mình đây và quay lại ngôi làng và dạy cho mấy ảnh học nghề nha các bạn. Bây giờ nó phải dạy nghề cho mấy anh dân làng nữa, tại vì phiên bản mới này có mấy anh dân làng thất nghiệp các bạn, tội mấy ảnh luôn, tại vì mấy ảnh không có nghề nghiệp ổn định đây. Thành ra bây giờ mình sẽ bay qua bển đây và mình sẽ giúp mấy ảnh có nghề nha, cũng như là khi mà mấy ảnh có nghề ấy thì mình mới có thể trao đổi được với mấy ảnh các bạn ơi, chứ nếu không thì mình không thể chứ trao đổi với mấy ảnh đâu, mỗi lần trao đổi thì mấy anh cứ lắc đầu à. Cho nên ok, bây giờ mình sẽ qua bển nha. Ok các bạn, mình đã quay trở lại ngôi làng rồi đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mấy anh học nghề nha bạn. Và mình không biết cách để đặt mấy block sao cho đúng các bạn ơi. Cũng như ở đây này, mấy anh dân làng nông dân thường chui vô cái thùng giống như mình này. Chui vô cái thùng này các bạn ơi. Nhưng mà cái này mấy anh lắp gần đầy rồi này. Mình sẽ tìm một cái ngôi nhà nào mà cứ như còn trống ấy, mình sẽ đặt mấy cái khối này vào để cho mấy anh học nghề nha. Ở đây chắc mình sẽ cho anh đó làm nhân làng mà thợ rèn đi. Đó, mình sẽ đặt cái đe vào. Đấy. Hay là đặt giữa cái bàn chế tạo nhờ. Chắc tầm nào mình đặt đây. Nếu các bạn thấy mình làm chỗ nào không đúng ấy thì đừng quên comment để giúp mình sửa lại nha, chứ mình không biết làm sao cho đúng ấy. Rồi, ở đây đặt cái đe nha. Còn ở đây thì mình sẽ đặt đặt cái gì ta? Đặt cái máy cắt đá đi. Đấy, đặt cái máy cắt đá ở đây. Đó. Còn ở ngoài thì mình sẽ dùng cái thùng hũ phân để cho anh dân làng mà thất nghiệp ấy có thể làm nông dân ấy. Thùng hũ phân thì mình sẽ đặt kế cái ruộng các ông ơi thì mới có thể ủ phân được ấy. Mình sẽ tìm một cái ruộng nào còn thiếu cái thùng hũ phân nào. Cái này có rồi. Đây là anh dân làng nông dân nè các bạn. Anh đội mũ rơm ấy. Đây là anh dân làng gì đây? Ấy, anh này là anh dân làng thất nghiệp nè các bạn. Ấy, ảnh mỗi lần mình đổi với ảnh là ảnh lắc đầu như vậy nè. Ảnh cứ lắc đầu miết thôi.
Rồi, rồi ở đây coi. Ở đây chưa có này, mình sẽ đặt cái bàn vẽ bản đồ xuống nha. Thì hy vọng mình sẽ trở thành anh dân làng mà vẽ bản đồ ấy. Đấy, để mình có thể tìm được mấy cái bản đồ mà từ ảnh ấy. Và tiếp theo là cái anh dân làng thủ thư. Anh dân làng thủ thư mình sẽ úi, đó. Đó. Nè, đó. Đó, bây giờ anh trở thành anh dân làng vẽ bản đồ nữa các bạn. Đấy, anh mới giờ anh vẽ gì vậy đấy. Ô, wow, anh đổi giấy và đổi từ giấy và đổi sang ngọc lục bảo công ơi. Và ngọc lục bảo thì mới đổi được cái bản đồ trống này. Ô, được. Rồi, ở đây mình sẽ cho anh ấy thành anh dân làng mà thủ thư nha. Thủ thư mình sẽ đặt cái kệ sách đâu ta? Ồ, ở đây đặt kệ sách không được, kiểu như nó choáng chỗ đi lại của ảnh rồi. Ở đây coi. Ồ, ở đây được nè các bạn. Đó, mình sẽ đặt ở đây, hy vọng anh sẽ trở thành anh dân làng thủ thư nha. Không biết có đúng không nữa. Mình không biết là anh dân làng thủ thư dùng kệ sách hay là dùng cái block khác các bạn. Các bạn nào biết thì đừng quên chỉ mình ở dưới phần mô tả nha. Rồi. Ngoài ra mình còn một cái thùng mũ phân hả? Mình không biết đặt ở đâu cho đúng ta. Mình có thể đặt ở mình đặt trong nhà anh cũng được mà, đúng không? Mình sẽ đặt ở trong đây. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã dạy cho anh dân làng này biết cách vẽ bản đồ các ông ơi. Ở tập sau thì mình sẽ cố gắng dạy cho mấy anh dân làng còn lại có một cái nghề ổn định đây. Còn bây giờ chắc mình sẽ dẫn bé ngựa và quay trở về nhà để làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một ít cái vật liệu cần thiết ấy để mình có thể khám phá đại dương các ơi. Cũng rất lâu rồi mình chưa ra biển ấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Mình đem theo một cái cửa gỗ để mình có thể hồi oxy và một cái thuyền để mình có thể di chuyển ở trên biển các bạn. Ở đây thì mình phát hiện một anh dân làng lang thang các ơi. Wow, anh lại anh lại phá lúa mình rồi. Đi ra anh ơi. Sao anh lại vô đây? Trời ơi. Rồi. Ui. À này, anh bán bông là anh bắn băng nè. Được. Ủa, băng rất là hiếm luôn các ơi, tại vì mình chưa có thể đào được băng ấy. Mà sao anh lại phá nát rìu của tôi rồi. Kìa. Kìa. Anh phá nát cái giường mình rồi. Ui, bé lạc đà này cũng phá nữa. Ui, thôi anh ơi, đi ra đi. Thiệt tình vô đây rồi phá giường của Lộc nữa. Khổ ghê á. Mình không làm gì mà anh cũng phá giường của mình nữa các bạn ơi. Ui, anh này anh bán băng nè các bạn ơi. Ui, nhưng mà anh phá giường của mình cho nên mình giận, mình không mua đồ của anh luôn. Này thì phá giường của mình hả. Mà mình được một cọng dây thừng này. Hai cọng luôn. Được, mình buộc bé lạc đà vô đây, buộc bé này vô đây luôn. Hãy mình bắt giữ hai bé lạc đà của ông này luôn các ông ơi, tại vì ổng phá giường của mình này, không mua đồ của ổng luôn, giận ổng. Đó, mình không mua đồ ổng luôn. Này thì phá giường hả? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi về hướng này các bạn, để ra vùng biển rồi chúng ta cùng nhau khám phá đại dương nha. Ok, cảm ơn, mình đã đi tới biển rồi đây. Ở phía trước là vùng biển ấm hay sao kìa, màu nước biển nó bị nhợt đi đó các bạn. Ok, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài biển để tìm thêm mấy cái thuyền ấy các bạn, để mình có thể lấy thêm mấy cái bản đồ kho báu ấy, tại vì bây giờ mình hết cái bản đồ kho báu để tìm thêm mấy cái khoáng sản cũng như là mấy cái kim cương ở dưới biển rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi thử một vòng để xem coi có cái thuyền nào ở gần đây không nhá. Để mình xem coi. Ở phía trước kìa. Wow. Gần cái chỗ nãy mình mới đi ra luôn kìa. Vậy mà mình không thấy nha. Chắc là nó bị khuất ở mấy cái cây nè các bạn ơi. Cái thuyền này nó bị đắm sát vào bờ luôn. Để mình coi coi ở trong này có gì nha. Cái này nó bị hư hết nửa con thuyền nè các bạn. Chắc là chỉ có hai cái rương thôi. Tại thông thường mình thấy ở mấy cái thuyền các bạn. Có cái bản đồ này. Được, lấy. Ở mấy cái thuyền bị đắm ấy, mình chỉ thấy là có hai cái rương là nhiều ấy. Còn rất hiếm khi mình gặp được cái thuyền nào có ba cái rương luôn. Xoay đạo này ra coi để tìm thêm một cái rương nữa các bạn. Đây nè. Được thêm một cái rương nữa. Lê. Ui. Đó. Rồi mở ra. Được tre này. Các bạn mà kiểu như không có tìm được khu rừng tre ấy thì có thể đi tìm đại dương ấy. Ở dưới đại dương vẫn có mấy cái tre nha các bạn. Đấy, mình vừa tìm được thêm một ít cái lóng tre này. Rồi, như vậy trong cái thuyền này thì mình tìm được một cái bản đồ kho báu mới các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ thử khám phá coi cái bản đồ này dẫn tới đâu nha. Cũng khá là gần này. Cái này mình cần đi về hướng nam các bạn ơi. Cái này là hướng cái này hướng nam nè các bạn ơi. Rồi đi thêm một chút nữa là tới rồi các bạn ơi. Nó đã mở dần dần rồi đây.
Ồ, ở đây vùng biển này khá là sâu luôn nè các bạn. Nhìn mình hơi khó nhìn thấy ở phía dưới đáy ấy. Sắp tới chắc mình sẽ cố gắng chế tạo cái thuốc nhìn trong bóng tối này để có gì mà khi ra biển thì mình có thể uống vào và nhìn cho nó dễ dàng hơn các bạn ơi. Rồi, bản đồ bây giờ đã mở rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một chút nữa. Ồ, đừng nói là trùng nha. Mình nghi nó bị trùng lắm các bạn ơi. Ồ, đừng nói bị trùng nha. Ồ, bị trùng rồi các bạn ơi. Đây là cái chỗ mà hôm bữa mình đào đầu tiên này. Ồ. Ủa sao có báo dễ bị trùng nhờ. Nè đây chỗ hôm bữa nè. Đây đây bữa hổm mình dục cái bản đồ này các bạn. Ôi vứt đi. Lâu lâu mới tìm được con thuyền mà cũng bị trùng nữa các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á, tại vì ở dưới biển các bạn mà mấy cái thuyền mà kiểu như gần nhau ấy thì nó bị trùng mấy cái bản đồ kho báu các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình phải tìm một cái con thuyền nào xa xa cái chỗ mình đào được cái kho báu ấy thì mới có khả năng tìm được cái kho báu mới, chứ mình cứ đi lăn quanh ở đây thì chắc toàn bị mấy cái bản đồ trùng mà. Rồi giờ mình sẽ xuống đây coi. Thông thường ở dưới mấy cái tàn tích đấy các bạn thì sẽ có mấy con zombie ấy, nó sẽ canh gác ở phía dưới. Và mấy con đó thì nhiều khi gặp mấy con mà cầm đinh ba ấy. Ôi trời ơi, nó phóng đau lắm các bạn ơi. Đó, thành ra các bạn lưu ý nha. Và mình quên đem theo cái khiên nữa, tại vì cái khiên thì có thể đỡ được cái đòn tấn công của bọn zombie cầm đinh ba ấy. Đó, cái khiên thì rất là lợi hại luôn các bạn ơi. Nhưng mà có điều thì nó sẽ rất là máu hỏng khi mà bọn chúng tấn công liên tục ấy. Ôi, ở dưới nước thì bọn chúng tấn công rất là nhanh luôn, với lại rất là mạnh đó các bạn. Còn ở trên bờ thì bọn chúng khá là yếu. Đấy, tại vì nó cứ như chỉ mạnh ở khi dưới nước các bạn. Đó, ở dưới trước mặt mình kìa. Đó, là một cái tàn tích. Ở dưới thì rất là tối luôn cho nên chắc mình không xuống dưới đâu. Ồ, ở phía trước kìa, ở phía trước có một con thuyền kìa các bạn. Hy vọng ở con thuyền này mình sẽ có thể tìm được một cái bản đồ kho báu mới nha. Chứ nãy giờ là đi gặp mấy con thuyền bị trùng hết rồi các bạn ơi. Rồi, vậy là cái này mình đi luôn kìa. Mình thấy cái block nó nổi kìa các bạn. Tính ra mà hôm bữa mình đi cũng khá xa các bạn ơi. Ồ, chắc bây giờ phải đi xa thiệt là xa nữa thì mới có khả năng tìm được mấy con thuyền mới thôi, chứ gần đây chắc mình tìm hết rồi. Ồ, ở dưới là một cái ravine. Ok, chắc mình sẽ thử xuống dưới để xem coi có kim cương không nha các bạn. Đó. Bây giờ mình thấy mình lặn xuống sao nhanh nhờ. Lặn xuống nhanh cực luôn các bạn ơi. Ở đây là một khu mỏ nữa. Khu mỏ này. Được 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 được, mình sẽ thử khám phá khu mỏ luôn nha các bạn. Khu mỏ dưới biển ấy. Wow, được ấy, giờ mình sẽ lấy luôn. Và mình có đem theo cái cúp gia tài nữa, may quá. Tại vì nếu mà có cúp gia tài mà mình gặp kim cương thì mình sẽ đào được nhiều hơn kim cương các bạn ơi. Chứ mình không có cúp gia tài thì đào nó chỉ ra một viên một lần thôi. Rồi, giờ mình sẽ đi qua bên đây đi. Đấy, tại vì bên đây còn đường này. Đó. Ở đây là tầng mấy ta? Ở đây là tầng 29 rồi các bạn ơi, cũng khá là gần rồi này. Đó, mình sẽ đi tìm đường đi sâu xuống xíu rồi để có thể tìm được mấy cái hang mà cạnh cái khu mỏ ấy để tìm kim cương luôn. Đó, không cần phải đi đào chi cho nó cực các bạn ơi. Rồi, mình sẽ qua bên đây. Đấy, trong đây thì mình vẫn có thể tìm được kim cương. Ui, từ mấy cái xe mỏ các bạn. Ui, trời ơi, rồi, 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 rồi. Ui, dính độc nữa. Mình cực kỳ ghét con nhện luôn các bạn ơi, con nhện độc ấy. Ui, nhện hang này. Ây da, ui, ui, đừng, 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 đừng. Bốn người này ăn 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 vô, ăn vô cho hồi máu các ông ơi. Ổn 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 ổn, đập ra luôn. Đó. Gặp mấy spawner này chắc mình sẽ đập hết các ông ơi, nếu không thì nó cứ spawn liên tục ấy. Rất là khó chịu luôn tại vì đánh gây độc mà. Đó, giật máu liên tục. Giờ mình sẽ đi về hướng bên đây đi, tại vì bên đây còn sắt này. Đấy, mình sẽ đào ra mở sắt đem về nhá. Ở đây là một cái ravine ở dưới nước luôn các ông ơi. Ở đây có một cái hang nữa này. Wow, ok, giờ mình sẽ xuống đây coi ở đây có lava. Ok các bạn ơi, hôm nay mình đã tìm được kim cương ở dưới đại dương luôn rồi. Không ngờ ở dưới mấy cái ravine đó các bạn lại dẫn tới một cái hang và trong đây là có kim cương nữa. Bây giờ mình sẽ dùng cái cúp gia tài ấy, mình sẽ đập ra để coi với ở đây là mấy viên ta, để mình đập ra trước cái đã để coi được bao nhiêu viên nha các bạn. Có vẻ là chỉ có 4 viên thôi các bạn ơi. Đây là tọa độ nha. Rồi, để xem coi với 4 viên với 4 quặng kim cương này thì mình có thể nhân lên bao nhiêu viên kim cương nha. Rồi, giờ mình sẽ đập ra. Một lần này, hai lần, ba lần, bốn lần. Rồi. 4 quặng kim cương mình được 10 viên kim cương luôn các bạn ơi. Wow, được thêm tới 6 viên kim cương nữa. Yeah, rồi mình sẽ thử qua đây coi.
Ở đây coi. Có vẻ là không còn kim cương các ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi lên đi, tại vì nãy giờ ở dưới cái khu mỏ này cũng khá lâu các mọi người. Ok, hẹn lại các bạn mình quay lên trên biển nha. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được cái vườn trong nhà kính đằng kia, cũng như là dạy cho mấy nhân làm một cái nghề ấy, cũng như là tìm được 10 viên kim cương trong chiếc đêm mai ở dưới khu mỏ bảo quan. Và ở tập sau, nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.